Hôm nay ngày mùng 3 tháng 9 anh em nhé, cùng là hết ngày ngày lễ đó ha. Để anh em lên cho anh em giới thiệu anh em một số máy ha, hàng bên em nó mới về anh em ha. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em một số máy ha, mới về ha. Cái này em giới thiệu cho anh em đây là bộ áp xịt ha, rửa xe hoặc là phun thuốc trừ sâu được ha. Động cơ của nó là Yanma L40 cốt xéo tua chậm anh em ha. Nó gồm nguyên bộ luôn, áp xịt luôn ha. Áp xịt này của 3 chữ A của dòng Yanma ha. Dòng cái này cũng rất là bền đó ha. Dòng này ok đó, ha. Đó, nguyên đai nguyên kiện anh em nào lại đấy. Đây áp thì em tháo ra em bán áp, mà mua máy thì em bán máy ha. Cục áp thì nó hơi chốc chốc nước sơn nha, nhưng mà bao chất lượng nha anh em nha. Toàn bộ đây là bằng thao hết trơn anh em ha. Bằng thao ha. Đầu rửa xịt nó còn nguyên xi ha. Rồi. Con này là con Yanma NS 50 bạc đạn anh em ha. Con này NS 50 bạc đạn nha. Bao in nha anh em ha. Nó cũng nằm trên cái áp xịt luôn. Áp xịt thì em tháo ra rồi ha. Áp xịt em tháo ra em bán trong anh Tây Ninh rồi. Giờ còn cái máy, anh em nào xài máy thì cứ liên hệ em ha. Con này là bạc đạn nha anh em. Máy cũng còn khá là đẹp ha. Nước sơn trong. Hàng này là hàng quân đội anh em, nước sơn này là hàng quân đội đó ha. Em xem. NS 50 ha. Rồi xong giới thiệu cho em anh em, đây là con Yanma L60 ha. Cốt xéo tua chậm ha. Ba con anh em, con nào cũng như con nào hết trơn. Cốt xéo tua chậm ha. Chỉ có con này nhìn nó khác khác chút là nó có cái khóa mở đây anh em này. Đó. Nó đậy trên này ha. Mấy cái này không có. Cái này lần đầu tiên thấy thiệt. Nó khóa lại. Rồi ok. Đó. Thì chút xíu nữa thì cuối video em sẽ test cho anh em xem từng con ha. Ba con này em sẽ test một con nha anh em. Con NS50 này nữa. Bắp xịt nữa ha. Anh em nào mà muốn xài bơm nước dài xài. Em có con Mitsu 6 này. Máy này là cũng long lanh đẹp lắm anh em ha. Anh em nào chốt thì liên hệ em này. Hôm qua có hai người gọi hỏi chốt con này, nhưng mà giá anh em từng ghẻ, nhưng mà thực ra nó cũng không có đến nỗi mắc. Con này hơn 5 triệu mấy một con thôi ha. Con này nè. Con này là hơn 5 triệu mấy bao ship nè. Anh em là cần cái liên hệ này. Máy bao gin bao chất lượng nha anh em ha. Con này Kubota E750, áo nó hơi nhăm nhăm nhẹ chút xíu anh em ha. Anh em nào cần thì liên hệ nha. Bao gin bao chạy chất lượng ha. Con này là HX65 nè ha. Có hai con hôm kia đó mới về, một con 70 thì em bán rồi ha. Con này 65 là con này rất là đẹp nha anh em. Đẹp hơn con 70 nữa ha. Anh em nào muốn thì cứ liên hệ em ha. Ở đó 90 80 bạc đạn em còn anh em ha. Hôm qua có em có lên con ga 85 thì có ông anh ống chốt rồi ha. Bình đã giao hồi sáng ha. Con này con EG65-2. EG65-2. Anh em nào cần thì cứ liên hệ em nhé. Con đó con E7 thì em bán rồi ha. E thì em bán hết trơn rồi, chỉ còn hai con E không. Giờ em sẽ test cho anh em xem một con L60 này ha. Cho anh em xem ha. Máy này test thì nó cũng dễ thôi anh em. Mấy con máy này thì em test nổ hết trơn này anh em này nha. Anh em muốn mua thì kết bạn Zalo rồi em test lại cho anh em xem ha. Test từng con nó lâu lắm anh em ha.
Bây giờ em sẽ test cho anh em coi xem con NSA NS50 này ha. NS50 lốc vàng này là hàng của quân đội anh em nhé. Đó là hàng của quân đội. Anh em 100% nha, bao chất lượng nha. Anh em nào cần cứ liên hệ em ha. Đó. Mitsubishi 400 giật anh em ha. 400 giật nè ha. Hàng là ok. Còn mấy cái bánh xe bại này, anh em nào mua thì liên hệ em này. Oxy em còn anh em ha. Oxy anh em nào cần em còn nha. Em có về em bỏ trong kho ha. Rồi, chào tất cả anh em nha. Chúc anh em